3. Anh để tránh một chút đi, tôi muốn nói chuyện riêng với Hà Quân. Những điều nên nói tôi đã nói hết nhiều ngày hôm qua rồi. Vẫn muốn ly hôn đúng không? Tôi đã tìm xong luật sư rồi. Nếu như tôi nói cô biết Cảnh Dược là bị người ta tính kế, thì cô có thay đổi chủ ý không? Tôi đã điều tra rồi. Tất cả những chuyện này do cô người mẫu kia thiết lập ra. Tìm người chụp lén, truyền đoạn clip lên trên mạng đều là do cô ta làm. Đây chính là cách mà anh giúp Cảnh Dược nghĩ ra sao? Đem tất cả nước bẩn hắt lên người cô gái kia. Đây là đoạn clip gốc. Đây là nhật ký trò chuyện của Điền Lộ và người chụp lén. Anh ta còn có một cái tên rất hay, gọi là thuốc độc màu tim. Có thể bàn bạc được chưa? Cho dù là Cảnh Dược bị tính kế thì như thế nào? Không có lửa thì làm sao có khói? Anh ta đáng đời. Không có ai cầm súng ép anh ta đi kiếm gái. Bị cô gái như vậy tính kế chỉ có thể chứng tỏ được Cảnh Dược không chỉ tình cảm vượt quá giới hạn mà IQ cũng rất thấp, rất ngu. Tôi đến đây là muốn nói rõ sự thật cho cô biết. Hơn nữa tôi cũng hy vọng cô đừng vì một lần sai lầm đầy qua đấy mà chối bỏ sự thật này. Một lần? Anh dám bảo đây là lần đầu tiên anh ta ngoại tình sao? Hay là đảm bảo đây sẽ là lần cuối cùng? Anh không đảm bảo được cái gì? Vậy Triết à, tôi hiểu Cảnh Dược hơn anh. Cô nương, rốt cuộc cô đi đâu vậy? Đến Dương Khánh Phường. Nói rõ ràng trước, Dương Khánh Phường không thể lái xe vào, nên tôi chỉ có thể đưa cô đến đầu hẻm. Cô nghĩ kỹ chưa? Tôi sẽ ly hôn chắc rồi. Được. Cảnh Dược ra đây đi. Ngồi đi. Hôm nay cần phải nói rõ ràng tất cả mọi chuyện. Tôi không muốn luôn phải bị quấy rối trong chuyện này. Chuyện này cho đến nay đã là 2 ngày rồi. Cộng lại tôi đã không ngủ đến 3 tiếng. Hơn nữa bởi vì chuyện tồi tệ này mà bây giờ tôi cũng không quay về nhà được. Điền Lộ đang trong nhà tôi. Yên tâm đi, tôi trả tiền. Anh đừng lên tiếng, anh chỉ có biết tiền. Không sai, tôi là cố vấn nguy cơ quan hệ xã hội của anh. Đây đều là những chuyện tôi nên làm, nằm trong phạm vi trách nhiệm của tôi. Nhưng mà chuyện này, hôm nay cần phải có một kết thúc. Đây là chuyện giữa tôi và Cảnh Dược. Anh muốn kết thúc như thế nào? Nói rất hay, đây là chuyện giữa hai người. Nhưng chuyện mà tôi phải làm chính là nói rõ ràng cho các người biết những lời mà tôi nên nói. Còn về kết quả như thế nào, hai người ly hay hợp, tùy theo hai người. Cảnh Dược, anh không muốn ly hôn phải không? Đương nhiên, vậy anh có thể đảm bảo đây là một lần cuối cùng hay không? Anh đảm bảo đây là lần cuối cùng. Em nói rất đúng, anh có IQ rất thấp, anh rất ngu. Tôi không ngờ rằng tôi là bị tên gia đầu kia chơi xỏ. Chuyện này tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chuyện này cần phải bỏ qua như vậy, trừ khi anh còn muốn dây dưa không dứt với cô người mẫu kia. Hà Quân,
Nhất định muốn ly hôn phải không? Tôi nói thêm một lần nữa, tôi đã tìm xong luật sư rồi. Được. Nếu đã ly hôn thì chúng ta tính toán khoản nợ. Bây giờ dưới tên hai người chỉ có bất động sản của chung, chỉ có 5 cái, chỉ có 3 cái công ty, trong đó có một công ty đang chuẩn bị dung hòa vốn để đưa ra thị trường. Một khi ly hôn, quyền lợi cổ đông sẽ phân chia như thế nào, sẽ giải thích như thế nào với nhà đầu tư. Còn nữa, đừng quên, sự đầu tư mạo hiểm của hai người cho Qua Tân có thỏa thuận với bên đầu tư về tài chính. Trong 3 năm không đổi ra tiền mặt, sự tổn thất của hai người được tính vào đơn vị 100 triệu. Đại ngôn với tên của hai người có một nửa dựa trên danh nghĩa vợ chồng mà lấy được. Khi rạn nứt thì đại ngôn nhất định sẽ không còn, thậm chí phải bù khoản tiền. Nếu như trở mặt công kích lẫn nhau trên mạng thì hình tượng của hai người toàn bộ sẽ bị sụp đổ, giá trị thương nghiệp của cá nhân sẽ bị rút lại rất nhiều, thậm chí trở thành con số không. Đơn giản mà nói chỉ một câu, tính khoản nợ kinh tế thì hôn nhân này hai người không ly hôn được. Không tính không biết được, vừa tính thì liền bị dọa một phen. Quân Quân, hôn nhân này chúng ta không thể ly hôn được đâu. Khoản tiền của nhà chúng tôi, anh tính còn rõ ràng hơn tôi. Chuyện này phải cảm ơn Louis. Tuy rằng cô ấy mắng anh là cặn bã, nhưng mà hiệu suất trong công việc cũng rất là cao. Những điều này đều là tài liệu mà cô ấy chuẩn bị cho tôi. Hà Quân, cái mà cô quan tâm rốt cuộc là quan hệ vợ chồng của hai người hay là mặt mũi của bản thân cô vậy? Cô phải biết là trên thế giới này có bao nhiêu tình nhân là mỗi người một nơi, lại có bao nhiêu người là đồng sàng dị mộng. Tôi nghĩ cái này cô biết rõ hơn tôi. Cô là diễn viên, phim điện ảnh không phải đều diễn như vậy sao? Tôi không quan tâm hôn nhân của hai người vì cái gì mà bắt đầu. Nhưng mà sự thật chính là hai người bây giờ là bởi vì lợi ích mà buộc chặt lại với nhau. Muốn ly hôn không vấn đề, nhưng mà cô phải chuẩn bị sẵn, cô sẽ phải gánh chịu tổn thất kinh tế vô cùng lớn. Tôi nói xong rồi, cho hai người thời gian 15 phút, tôi muốn đáp án. Đến đây. Ai vậy? Benny. Giang Đạt Lâm, cậu về nước từ lúc nào vậy? Mình nhớ cậu chết mất. Vậy chứ? Anh nói rất đúng. Hôn nhân này tôi thật sự không đi hôn được. Vậy thì quyết định hôn nhân, hai người sẽ không đi hôn nữa phải không? Không đi hôn. Tôi có lần lượt gửi cho hai người qua bên WeChat. Lát nữa hai người phải đăng lên Weibo. 12 giờ Cảnh Dược sẽ đăng lên trước. Nửa tiếng sau Hà Quân cứ trả lời theo. Thời gian nhất định phải tính đúng. Thời gian quá sát nhau, người ta sẽ cảm thấy hai người đã thương lượng. Thời gian nếu như kéo quá dài, người ta là cảm thấy hai người không cam tâm tình nguyện. Nếu hai người đã quyết định, sẽ cúi đầu trước lợi ích. Vậy thì trước mặt người khác cố gắng diễn tốt, là một cặp vợ chồng ân ái đi. Đều là tôi không tốt. Tôi không tốt. Nhưng tôi không nuốt trôi cục tức này. Em nói đi, phải làm sao em mới có thể nuốt trôi cục tức này? Muốn đánh muốn chửi thì tùy em. Quỳ xuống. Quá đáng rồi. Quỳ. Được chưa? Tát vào mặt mình 3 cái tát thật mạnh. Đánh người không đánh mặt. Đánh.
Cảm ơn. Thức dậy thôi, Giang Trạc Lâm. Mặt trời đã chiếu đến tận đích rồi. Người con gái chết tiệt, Diêu Trâm đi chạy rồi. Cái tật này vẫn chưa chịu bỏ, dọa chết người ta. Mình nhìn thấy cậu nên mình vui mà. Sao mình lại chạy đến chỗ này của cậu? Cậu không nhớ sao? Cậu thật sự là bạn thân của mình. Uống say đến như vậy rồi mà cậu có thể tìm được nhà mình, lợi hại lắm. Điện thoại mình đâu? Mau chóng gọi điện thoại cho mẹ. Yên tâm đi, mình đã gọi rồi. Hôm qua chị ấy gọi điện cho cậu, nhưng cậu không bắt máy, làm chị ấy sợ đến mức muốn báo cảnh sát. Cậu có biết không, hai ngày nay gặp được cậu là chuyện duy nhất của mình. Được rồi, yên tâm đi, ba cậu nhất định sẽ không sao đâu. Làm gì vậy? Cả buổi tối đều không tẩy trang. Mình lấy đồ cho cậu. Làm gì vậy? Chê bai mình hả? Mình không rửa mặt không tẩy trang thì sao? Đây là máy rửa mặt Luna. Cậu mau chóng đi rửa mặt đi, xử lý sạch sẽ da của cậu. Mình còn rửa mặt gì nữa chứ? Bạn của mình cũng không còn sống được nữa. Cả người mình đều lộn xộn rối tung lên. Cậu gọi dậy cho mình đi. Cậu làm gì vậy? Bây giờ cậu nên tích cực lên một chút, phấn chấn lên. Chúng ta đều là người đảm nhận vị trí chủ tịch rồi. Đừng có nhắc chuyện này với mình. Nhắc đến là muốn khóc. Tại sao? Còn hỏi tại sao? Mình còn chưa được ngồi lớp chính thức, dù chỉ một ngày. Mặc dù mình học ngành này, nhưng vấn đề là bây giờ đến tư cách nói lý luận suông mình cũng không có. Hơn nữa, cậu không biết đâu, mấy người đối tác kia của công ty mình, tuổi nghề thì người này dày hơn người kia, khí chất thì người này mạnh hơn người kia. Mình không hạ gục được họ. Sợ gì chứ? Công ty các cậu tên là Đài Phát Sóng Đa Liên, đó chính là công ty của cậu mà. Cậu là chủ tịch, nghe không hiểu thì sao nào? Nói một lần nữa cho mình. Không biết nghiệp vụ thì sao nào? Biết nghiệp vụ, lão Lương đây còn dùng đến các người sao? Những điều cậu nói là chế độ xí nghiệp cũ rồi. Bây giờ là chế độ người đối tác. Ba mình nói rồi, ông chủ của công ty cũng chính là người đối tác lớn nhất. Vậy người đối tác lớn nhất là gì? Tất cả các khách hàng tốt nhất, tất cả lợi nhuận đều là do ông chủ đem lại. Nếu không thì sao mình có thể phục tùng? Sao mình có thể làm lớn mạnh công ty? Nhưng mà điều quan trọng nhất là việc làm ông chủ chính là biết dùng người. Cậu đối xử công bằng với họ không phải được sao? Mình đối xử công bằng với bọn họ chỉ dựa vào mình như thế này sao? Thần thiếp làm không được mà. Cậu cứ nghĩ như thế này đi. Có khó thế nào đi nữa, chúng ta cũng là làm ông chủ, vẫn dễ dàng hơn những kẻ làm công hơn chúng ta rồi. Cậu đừng nói chuyện mà không đau lưng sao? Cuộc đời mình xem như xong rồi. Làm thế nào đây? Sao cậu lại nằm nữa rồi? Dậy cho mình. Không dậy. Dậy đi, đánh răng rửa mặt. Đi. Dậy đi. Tốt nhất anh nên có đầy đủ lý do. Nếu không, cho dù anh có là khách hàng VIP của tôi cũng không để anh lớn tiếng quát nạt tôi. Anh có biết giờ cách giờ đi làm của tôi còn đúng 3 tiếng nữa. Chuyện của Hà Quân và Cảnh Dược giải quyết rồi, họ không ly hôn. Tôi biết, tôi thấy trên Weibo rồi. Cũng nên để cho người đàn ông đã mắc sai lầm một con đường về nhà. Lượt like cũng không ít đâu. Mình dự định ngày mai chuyển nhà, chuyển đến đường Rian, chính là nơi ba mẹ mình vừa mới kết hôn. Tuy hơi cũ nát, nhưng mình thấy có thể khích lệ mình, để mình có thể bắt đầu lại từ đầu. Quan trọng nhất là khá thuận tiện. Mình ủng hộ cậu. Đường đi anh cách chỗ mình cũng rất gần. Lát nữa tìm người giúp cậu chuyển nhà. Cậu kiếm người chuyển nhà.
Tìm ai? Cái này cậu không cần lo. Tóm lại chuyện này cứ để cho mình. Được lắm, ba Bonnie. Giờ lợi hại rồi. Nói với cậu bao lần rồi, gọi mình là Bonnie, sao lại quên rồi? Đầu óc của mình không tốt mà. Xin chào. Được, tôi biết rồi, cảm ơn. Ai vậy? Nhân viên hành chính công ty bảo mình ngày mai đến họp. Không phải, là ý gì? Cậu là chủ tịch, họ bảo hành chánh thông báo cậu đến họp. Cậu nên nói không đi, cho họ thấy uy phong của cậu. Sao mình lại không đi? Cứ như mình sợ họ không bằng. Chỉ là chuyện chuyển nhà ngày mai bị nhỡ rồi. Hay là hôm nay mình chuyển tiết học, chiều nay cùng cậu chuyển nhà. Cậu đúng là chị em tốt của mình. Thật ra tôi hy vọng họ ly hôn. Hôn nhân như vậy còn ý nghĩa gì để nói? Còn không bằng bạn làm ăn. Bạn làm ăn ít nhất còn có sự tin tưởng. Tôi hãy nhìn thấy bản thanh minh đó, tôi lại thấy buồn nôn. Bản thanh minh đó không phải do anh giết sao? Phải. Nên tôi thấy buồn nôn không chỉ riêng họ, mà còn chính bản thân tôi. Nhưng do công việc của tôi, cho dù tôi không có tình nguyện, tôi cũng phải giao lại chứng cứ cảnh vật bị hãm hại cho Hà Quân. Là thứ gì khiến anh hạ quyết tâm làm như vậy? Một câu nói của một người lạ. Cô ta nói dù thế giới này có 24 người như anh, lúc thực sự xảy ra vấn đề, anh vẫn phải đứng ra tự mình đối diện. Anh không nên vì một câu nói của người lạ mà bị ảnh hưởng như vậy. Con người có lúc như vậy. Thật ra trong lòng cô sớm đã có quyết định, nhưng vẫn cần lúc chuẩn bị ra cửa bị người ta đá cho một cái. Hãy nghĩ về những điều tốt, thà dỡ 10 ngôi miếu chứ không phải phá vỡ một cuộc hôn nhân. Là anh đang làm việc tích đức đó. Nhưng cảnh dược chính là tên khốn nạn. Hà Quân đó cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Thái độ trước đây cứng rắn đến vậy cũng chỉ là muốn lấy đi từ chỗ cảnh dược thật nhiều lợi ích hơn nữa mà thôi. Cô biết không, 5 căn hộ đứng tên họ giờ đã toàn bộ đứng tên Hà Quân. Đó chỉ là một phần của điều kiện, có thể hiểu được. Khi hôn nhân không thể đảm bảo cho tình yêu nữa thì chỉ có thể dựa vào vật chất. Vậy nên hôn nhân chính là thứ không có ý nghĩa nhất trên thế gian này. Anh không tin tưởng vào hôn nhân đến vậy sao? Cô có tin một cửa hàng tạp hóa sắp khai trương có thể bị sập tiệm bất cứ lúc nào không? Anh nói thích công việc của mình là vì giúp được những khách hàng lớn cảm thấy đau đớn, thậm chí là ghê tởm. Anh lại nói không tin tưởng hôn nhân. Tại sao anh lại vì chuyện cảnh dược và Hà Quân không ly hôn mà canh cánh trong lòng? Thật ra anh rất mâu thuẫn. Công việc của anh mãi mãi tràn ngập những chênh lệch giữa lý tưởng và hiện thực. Còn về hôn nhân, anh cũng đâu thể cứ nhìn vào mặt xấu của họ, nhất là với kiểu người lớn lên trong gia đình đơn thân như anh. Anh không thể bàng quan thờ ơ. Ít nhất trên ý nghĩa chủ quan phải là tích cực. Hôn nhân là chuyện giữa đàn ông và đàn bà. Anh sẽ chiếm 50%. Thái độ bi quan đó của anh là không có lòng tin với phụ nữ, hay là không có lòng tin với chính mình? Cẩn thận cho tôi. Làm hỏng đồ của bạn tôi đó. Phải đền tiền. Đền USD. Cậu bỏ súng đi. Không cho tiền người ta còn đứng đó hung dữ nữa. Không sao, học sinh mình mà. Mình đòi cậu chuyển nhà, còn cậu lấy chiếc đàn cũ này có tác dụng gì? Cái gì mà đàn cũ chứ? Đó là bảo bối của mình. Lúc mình vào cấp 1, ba mình thấy những bạn nhỏ xung quanh vừa biết đàn piano, vừa biết múa, nên nhất quyết mua chiếc đàn này cho mình. Mình kháng cự suốt một tháng. Sau đó vẫn trở thành một cô nhóc đánh đàn rất đáng tự hào. Bị đánh bao nhiêu lần đó, cậu biết đủ chưa hả? Lúc mình học lớp 1, kỳ vọng duy nhất của ba mẹ mình dành cho mình chỉ là nhận biết được mấy chữ, phân biệt được nhà vệ sinh nam và nữ. Sau đó mau chóng đến nhà máy đi kiếm tiền. Cậu nói cậu biết 5 ngôn ngữ, cậu không nói với ba mẹ cậu. Họ không có hứng thú với chuyện đó.
Nhưng mình không quan tâm. Ba mẹ mình để mình sống một mình. Mình đã cảm ơn họ lắm rồi. Đừng có ba la nữa. Bô lô ba la với mình làm gì? Làm việc đi. Cậu nói xem biết tâm ngôn ngữ cũng có tác dụng gì chứ. Mình đang lộn đến hôm nay, đến nơi ở thuộc về riêng mình cũng không có. Chủ nhà ngày nào cũng như người bị thôi miên. Động cái là tăng tiền già. Nghĩ đến là nặng. Tôi đã thấy rồi. Không thể như vậy nữa. Hiện giờ công ty lòng người quan mang. Chị phải có chủ kiến riêng. Bắt đầu cuộc họp đi. Tôi đã hỏi giám đốc tài vụ rồi. Tình hình ký hợp đồng trước mắt có thể thấy cách mục tiêu bán hàng năm sau. Chỗ hỏng còn thiếu 5.000 dạng nữa. 5.000 dạng đó chủ yếu là khách hàng của Trương Tổng. Giờ Trương Tổng xảy ra chuyện, họ nhất định sẽ không còn mong chờ gì. Tạm thời sẽ không tiếp tục hợp đồng. Chúng ta phải giải quyết tình trạng khó khăn trước mắt của công ty. Khách hàng của Trương Tổng, ba chúng ta chia nhau ra làm việc nhiều hơn. Có thể giữ được bao nhiêu thì giữ bấy nhiêu. Stella, chuyện chị lo lắng là đúng. Tôi đã nói với nguồn nhân lực rồi. Hiện giờ nội bộ công ty lòng người thấp thỏm. Rất nhiều người đang muốn về quê. Tuy là có tên ngu gọi điện cho tôi, có nên giải việc không? Được cười, tôi là người cộng sự của DN. Xin lỗi, tôi cũng đã nhận được điện thoại của tên ngu gốc đó. Hai người đáng tiền hơn tôi đấy chứ. Tôi không nhận được cuộc gọi nào. Từ tình hình hiện tại có thể thấy, chúng ta phải mau chóng mở ra cuộc họp báo tin tức, tuyên bố với bên ngoài Giang Đạt Lâm tiếp nhận chức vụ chủ tịch DN. Chúng ta thật sự sẽ dương mắt giao lại công ty DN lớn như vậy cho một chú chim non không hề có chút kinh nghiệm nào sao? Bây giờ nói chuyện này đã không có ý nghĩa gì nữa. Hội đồng quản trị đã thông qua rồi, cô ấy đã là chủ tịch. Là tôi không phục. Phục hay không phục là chuyện khác. Có danh thực cũng cần phải có kỹ thực. Câu đó nói thế nào? Nghe lời nói thật, quan sát hành động. Nếu như Giang Đạt Lâm đó thật sự không có bản lãnh, ba chúng ta trợ giúp cô ta. Nếu cô ta không có năng lực đó, khiến công ty phải chịu tổn thất, đến khi đó tôi sẽ không nhượng bộ. Tôi không tin là Lan Tổng, Khư Tổng của hội đồng quản trị, họ chẳng sẽ vì nghĩa khí đâu. Lợi ích mãi mãi luôn đứng đầu. Đúng là bàn kịch hay mà. Mình nói này chị lớn. Kịch gì hay chứ? Giúp mình làm việc đi. Mình đang xem tin tức Cảnh Dược và Hà Quân. Hôm qua bình luận sôi nổi trên trang Weibo. Tin tức gì? Cậu nói xem, cậu thân là ông chủ công ty truyền thông, sao chuyện như vậy cậu lại không theo dõi? Chuyện là như vậy. Cảnh Dược ngoại tình với một cô người mẫu. Kết quả là không biết thế nào lại bị người ta chụp ảnh đăng hẳn lên mạng. Cậu nói xem là chuyện động trời đến đâu. Anh ta lại không đứng ra giải đáp chuyện này. Nhưng đến ngày thứ ba, anh ta bỗng đăng trên Weibo xin lỗi. Càng lạ hơn nữa là vợ anh ta là Hà Quân lại tha thứ cho anh ta. Cậu nói chuyện này thần kỳ chứ. Cậu nói vợ anh ta tha thứ rồi sao? Đúng. Vậy mới nói chuyện này nhất định là có màn kịch gì. Nói không chừng là chính họ cố tình gây ra chuyện này. Vậy nói không chừng là do đội ngũ PR của người ta lợi hại thì sao? Lúc này có thể thấy được tầm quan trọng của những người làm PR cho mình rồi chứ. Cậu đó lại còn làm PR. Chú chim non mà thôi. Chú chim non thì cậu cũng phải giúp mình dọn dẹp, cậu biết không? Cậu ba chống đứng dậy đi. Ông lớn ơi. Mình đói rồi. Chúng ta ăn trước có được không?
Alo, tại sao không nghe điện thoại của tôi? Căng thẳng. Đây không phải là kết quả mà cô muốn hay sao? Tôi không biết tôi hy vọng kết quả thế nào. Có thể là anh biết. Cô không cần căng thẳng. Tôi nghe nói Giang Đạt Lâm sắp tiếp nhận chức chủ tịch của DN. Có chuyện này không? Đúng vậy. Hội đồng quản trị đã thông qua rồi. Đây chỉ là một chuyện nhỏ ngoài ý muốn. Cô đoán cô ta có thể kiên trì mấy ngày? Tôi không biết. Gần đây trong lòng tôi rất phiền muộn. Đừng gọi điện thoại cho tôi nữa. Cảm ơn cô. Còn đặc biệt tới đón tôi. Tôi còn lo lắng cô sẽ tới muộn. Không ngờ có một phút cũng không lệch. Ngày đầu tiên là bà chủ, tôi đương nhiên phải biểu hiện tốt một chút. Vậy buổi họp báo hôm nay cô phải biểu hiện tốt hơn một chút mới được. Buổi họp báo gì? Tôi cũng là nửa tiếng trước mới xác nhận được địa điểm. Đúng là có chút gấp gáp, nhưng cũng không còn cách nào. Cô phải biết, chủ tịch Giang xảy ra chuyện, cả công ty đều cảm thấy hoang mang. Khách hàng, truyền thông, nhà đầu tư, các bên đều đang nói mọi người đã không làm việc bình thường nữa. Thật ra hôm nay mở cuộc họp báo cũng đã có chút muộn rồi. Thời cơ tốt nhất chính là vào ngày chủ tịch Giang xảy ra chuyện ra tuyên bố. Nhưng đáng tiếc quá đột nhiên rồi, tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Nhưng cũng may bây giờ cũng coi như xác nhận do cô đảm nhiệm chức chủ tịch mới. Vì vậy tôi nghĩ phải mở một cuộc họp báo, tránh để mấy hôm nữa trong lễ trao giải lại phải giải thích một lần nữa. Còn có lễ trao giải nào? Đúng vậy, lễ trao giải hàng năm của Hiệp hội Quan hệ Công chúng và Truyền thông. Mỗi năm BN chúng ta đều có tài trợ. Năm nay còn lấy được 3 đề cử. Giống gì ít nhất có thể lấy được một giải đơn vị kinh doanh xuất sắc nhất. Nhưng đáng tiếc, giải năm ấy không lấy được rồi. Vì vậy, chỉ có thể do cô tới làm khách mời trao giải thôi. Tôi còn lên sân khấu trao giải sao? Đúng. Nhưng tôi chưa chuẩn bị gì hết. Cô không cần chuẩn bị gì. Chỉ là một lễ trao giải thông thường mà thôi. Tôi nghe nói cô học ngành quan hệ công chúng. Vậy cô nên biết được, làm ngành này của chúng ta ngày nào cũng đầy áp lịch trình, đồng thời cũng phải dựa theo các loại sự kiện phát sinh đột xuất bất cứ lúc nào. Cô từ từ sẽ thích ứng thôi. Dây chuyền không tồi. Đây là ba tôi làm cho tôi. Đến rồi. Đi thôi. Chuyện gì thế này? Tự xem đi. Ai làm vậy? Theo điều tra camera giám sát, người đó đội mũ, mặc đồ đen, còn đeo khẩu trang, căn bản nhìn không rõ là ai. Sao lại thối như vậy? Ai biết được trong đống sơn này cho thêm cái gì chứ?
Mang thai rồi. Hả? Không có. Tôi chỉ là buổi sáng chưa ăn sáng, sau đó say xe, lại thêm cái mùi của đống sơn, nên khó chịu thôi. Áp lực rất lớn phải không? Có một chút. Có áp lực là chuyện bình thường. Làm cái ngành này của chúng ta, quan hệ xã hội thì vô số, kẻ địch cũng vô số. Muốn công kích chỗ nào cũng là điểm công kích. Hôm nay tính toán sơ suất rồi. Một người phụ nữ như cô giấu chấm lửng dựa vào gì? Một người phụ nữ như cô giấu chấm lửng tại sao? Công ty này là lấy cái tên của cô để đặt tên. Cô sắp nhậm chức chủ tịch của đài phát thanh Darling. Cô có một công ty mỗi năm doanh số vượt 1 tỷ, NDT phải quản lý. Kế sinh nhai của nhiều người cần cô phụ trách. Ví dụ tôi ở DN có quyền hạn của 200 dạng cổ phần, đợi tương lai đổi thành tiền mặt. Còn cô, đến một ngày làm việc chính thức cũng chưa trải qua, đã muốn làm chủ tịch. Cô phải có một chút áp lực. Tôi không hy vọng tương lai của tôi vì cô mà đầu tư thất bại. Cô yên tâm, quyền hạn của 200 dạng cổ phần đó của cô sẽ biến thành rất nhiều tiền. Tôi sẽ nỗ lực. Tốt nhất là như vậy. Chủ tịch Giang. Chủ tịch Giang, tôi và Ami đã tới phòng quản lý tài sản điều tra camera giám sát. Người đó đội mũ bóng chày, căn bản không có nhìn rõ mặt. Cô nghĩ có cần báo cảnh sát không? Cô nói xem. Cô quyết định. Bây giờ người tạc sơn rốt cuộc là người nào, động cơ gì, chúng ta vẫn chưa làm rõ. Bởi vì vụ án của Bằng Khôn đã ảnh hưởng danh tiếng của công ty chúng ta. Vì vậy, nếu như báo cảnh sát có khi nào càng khó nói rõ hơn. Không báo cảnh sát nữa. Chủ tịch Giang, lại sao nữa? Abi, đưa chủ tịch Giang tới phòng hội nghị trước. Chủ tịch Giang, mời bên này. Mời ngồi. Chúng ta sắp họp sao? Phải. Vậy tôi tới phòng làm việc một tiếng trước. Để túi xuống đã. Mấy ngày nay cô cứ ở đây làm việc. Làm việc ở đây sao? Tại sao? Dựa vào tình hình bây giờ của cô, trẻ tuổi, lại vừa du học từ nước ngoài về. Chúng tôi quyết định để phòng làm việc của ba cô tu sửa lại một chút. Cô xem. Vì vậy mấy ngày nay chỉ có thể ở đây làm việc thôi. Thư tin, hôm nay chúng ta họp về vấn đề gì? Buổi chiều phải mở cuộc họp báo mới. Stella nói, chúng ta vẫn phải thảo luận lại một chút, để phòng xảy ra sai sót.
chúng ta còn phải đợi bao lâu? Nhanh thôi. Hay là cô giới thiệu tình hình trước cho tôi một chút, hoặc là đem bản thảo cho tôi xem. Bản thảo Stella đang xem xét, sửa đổi xong sẽ đưa cô. Xin lỗi, tôi tới trễ. Đâu, ngồi. Stella, cà phê lạnh rồi. Hay là tôi đổi ly khác cho chị? Tôi không uống nữa. Thế nào? Mọi người thảo luận thế nào rồi? Đợi cô đó. Đợi tôi làm gì? Đã mấy giờ rồi? Mỗi người mau chóng tự chuẩn bị đi. Ăn trưa xong, trực tiếp xuất phát tới hiện trường. Vậy đi, Amy, lần sau lúc mở cuộc họp đừng đặt ghế ở đây, đặt ở kia. Stella, cuộc họp báo chiều đây còn có dặn dò gì không? Không. Cái đó, bản thảo của tôi vẫn chưa đưa cho tôi. Bản thảo ở đây này. Stella nói đọc thuộc theo đó là được. Chuyện gì sao? Tôi cảm thấy bản tuyên bố này có chút không đúng. Chỗ nào không đúng? Mục đích chúng ta mở cuộc họp báo không phải là muốn giải thích với mọi người những điểm nóng đáng chú ý gần đây sao? Nhưng cô xem, cái gì mà trên mạng có rất nhiều tin tức tiêu cực đối với đài phát thanh Đa Liên, thậm chí là những tin đồn cực kỳ vô trách nhiệm. Cả bài phát biểu không có lấy một câu giải thích nghiêm túc. Toàn bộ đều là giả. Giả đó. Thế cô muốn cụ thể thế nào? Cũng nên hồi đáp một chút. Ví dụ như liên quan đến chuyện ba tôi. Ví dụ như mấy chuyện buổi sáng, hôm nay công ty chúng ta bị tạt sơn dầu. Đây mới là điều họ muốn nghe, không phải sao? Cô muốn hồi đáp thế nào? Những chuyện này đều không thể giải thích được. Cô đã biết tin tức của ba cô chưa? Hay là đã tra ra kẻ tạc sơn là ai chưa? Nếu như phóng viên hỏi cô tình tiết vụ án của ba cô làm thế nào? Nếu như bọn họ hỏi tới ngân sách bằng khôn có liên quan gì đến DN chúng ta, cô trả lời thế nào? Cho dù là tôi không nói, lẽ nào bọn họ không hỏi sao? Bọn họ đương nhiên có hỏi. Cô có thể không trả lời, lánh nặng tìm nhẹ, hiểu không? Cô cứ theo bản thảo tôi viết cho cô là được rồi. Những điều khác coi như không nghe thấy. Cô nhớ kỹ, trọng điểm mở cuộc họp báo không phải thỏa mãn điều công chúng muốn nghe, mà là chúng ta muốn công chúng được nghe cái gì. Chủ tịch Giang cũ là tiếc rẻ nhất. Nếu như ông ấy mà biết chúng ta phô trương như vậy, tốn nhiều tiền như vậy, ông ấy sẽ đau lòng chết mất. Ý của Stella là càng vào lúc khó khăn thì càng phải tỏ vẻ. Cũng không phải là cô đang lên ngôi. Chị Ali, uống một chai đi. Cảm ơn. Chị nhìn gì vậy? Thời gian và địa điểm đều là quyết định tạm thời. Đến cả bản thảo phát ngôn cũng là nửa tiếng trước mới đưa cho cô ấy. Rõ ràng là không coi chủ tịch ra gì. Thật là lo lắng cho cô ấy. Đây có thể là lần đầu tiên cô ấy lộ diện. Nếu như có sai sót gì, cô ấy ở DN sẽ không thể đứng vững. Đây gọi là ra quai phủ đầu. Ra quai phủ đầu sao? Ami, giám đốc Thư, tôi ở đây.